hoa bên phải này. Đây mình quay đây. Đây là nơi tưởng niệm đời đời ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh vì dòng điện của Tổ quốc. Cảm ơn các anh các chị. Có người có 20 tuổi thôi. Cái năm mà làm thủy điện Hòa Bình á, là người ta kêu gọi thanh niên đấy. Cái người trẻ lắm, 18, 20 người ta cũng đi. Anh sĩ nhà mình cũng mất ở đây nhưng là mất do tai nạn.